Những câu chuyện nhân quả báo ứng, ăn chay, kiên giết, phóng sanh. Trích dẫn ba bộ Ấn Quang Pháp Sư Quang Sao, Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Câu chuyện số 1. Nay con có một nghi vấn, thỉnh cầu là Pháp Sư từ bi khai thị. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nhưng vì người tin Phật được mười phương tám thế chư Phật hộ niệm, Thiện Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Vương thường theo ủng hộ, ác nghiệp những đời trước cũng dần dần được tiêu diệt, dù có oán đối cũng chẳng thể hại được. Đây chính là điều Kinh Phật đã nói, quyết chẳng phải là lời nói dối. Vậy mà trong tháng 3, con nhận được tin từ mẹ con ở Thượng Hải gửi đến, cho biết có bà Trương hết sức tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe kinh, gặp ai cũng khuyên niệm Phật ăn chay, tâm hết sức từ bi làm lành. Nào ngờ một bữa kia, mang đồ chay đến cho một vị sư huynh nọ, đi đường bị xe hơi tông chết. Sau đó, cảnh sát giao thông đem xác về. Đến ba bữa sau, con cháu trong nhà mới biết chuyện, đến lãnh về tấn liệm. Con nghe chuyện này xong, trong tâm hết sức kinh hãi, đến nay ngờ Phật không giải quyết được. Hơn nữa, những người trong Phật hội nghe như vậy cũng đều bất an. Vì thế, con mới đặc biệt dẫn thư này khẩn cầu là Pháp Sư chỉ bày nguyên do vì sao bà ta lâm chung lại khổ sở đến thế. Rốt cuộc bà ta có được vãng sanh Tây Phương hay chăng? Xin hãy giảng minh bạch điều này, khiến cho mọi người an tâm niệm Phật, cảm tạ ân đức không cùng. Trả lời thư. Nhận được thư, biết các hạ đối với đạo lý Phật Pháp còn chưa thực sự hiểu rõ. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không cũng chẳng thể chứa đựng được. Phải biết, người tu trì nếu chân thành không dối trá thì có thể chuyển được nghiệp, chuyển quả báo nặng nề ở đời sau thành quả báo nhẹ trong đời này. Phàm phu mắt thịt chỉ thấy được những sự thật các hung hiện thời, chẳng thể biết nhân quả quá khứ và vị lai như thế nào. Như bà cụ ấy tu tập tinh rồng nhiều năm, một bữa kia chết thảm, có thể là do khổ báo ấy sẽ tiêu diệt được quả báo trong tam đồ ác đạo đã tạo, được sánh trong thiện đạo. Nếu lúc sống có tín nguyện chân thật thì cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn, chẳng dám ước đoán là quyết định vãng sanh hoặc quyết định chẳng vãng sanh. Chỉ có thể nói quyết định, làm lành ắt được báo lành, làm ác quyết mắc báo ác. Làm lành mà mắc ác báo thì chính là quả báo của ác nghiệp đời trước, chứ không phải là quả báo của thiện nghiệp trong đời hiện tại. Các ông trông thấy cụ già đó bị quả báo ấy, trong lòng chắc là có tà kiến, làm lành vô phước, điều thiện chẳng đáng làm, cho nên mới kinh hoảng ngờ Phật. Chi kiến như vậy thì có khác gì người chưa nghe được Phật Pháp đâu. Nếu tính sâu lời Phật, quyết chẳng vì chuyện này mà có thái độ kinh hoảng ngờ Phật ấy. Bởi lẽ chuyện nhân quả trùng điệp vô tận, nhân này chưa kết thành quả báo, quả kia đã chín trước. Giống như trồng lúa vậy, thứ lúa chín sớm thu hoạch trước. Giống như thiếu nợ, kẻ có sức mạnh lôi đi trước. Thời xưa có kẻ suốt đời làm lành, khi lâm chung chết thảm để tiêu túc nghiệp, đời sau lại được phú quý tôn vinh.
như một vị tăng ở chùa A Dục Vương đời Tống. Muốn tu bổ điện thờ Xá Lợi, nghĩ Nghi Thân Vương có thế lực, bèn đến Quyên Mộ. Quyên chẳng được mấy, phất phận quá mức, bèn dùng búa chặt tay chức điện thờ Xá Lợi, chảy máu đến chết. Ngay khi đó, vương gia sanh được một đứa con cứ khóc mãi không ngừng. Vũ em bồng đi chơi, đến bên chỗ có treo hình tháp Xá Lợi liền nín, đi khỏi lại khóc. Bà Vũ bèn lấy bức hình ấy xuống. Bà Vũ thường cầm bức hình ấy giơ ra trước mặt thì vĩnh viễn không khóc. Vương nghe vậy lấy làm lạ, bèn sai người qua chùa Dục Vương hỏi tin vị tăng ấy, thì ngày sanh của đứa con đó đúng vào ngày ông sư ấy chặt tay chạy máu đến chết. Vương bèn một mình tu bổ điện Xá Lợi. Đến năm đứa con ấy tròn 20 tuổi, Đinh Tông Băng không có con, bèn cho chàng trai ấy nối ngôi, làm hoàng đế 41 năm, tức là Tổng Lý Tông vậy. 1225 đến 1265, cái chết của ông tăng ấy cũng là thảm tử. Nếu chẳng thường khóc không ngừng, thấy bức vẽ Xá Lợi bèn nín, ai biết được đứa bé ấy chính là hậu thân của vị tăng đã chặt tay chết thảm. Chuyện này chấp trong A Dục Vương Sơn Chi. Năm Quang Tự 21 1895, quan đến Lễ Xá Lợi mấy chục ngày, đọc được chuyện này. Người hiểu lý gặp bất cứ hoàn cảnh như thế nào, quyết chẳng nghi nhân quả có sai lầm hoặc lời Phật có dối. Người không rõ lý chấp chích cứng vào quy củ, chẳng biết nhân quả phức tạp đến nỗi lầm lạc nảy sinh nghi ngờ bằng bạc, nói chung là do tâm không có chánh kiến. Như nói, người niệm Phật có tâm bảo gia bị, lòng thiên che chở, đấy là lý nhất định, hoàn toàn chẳng hư vọng. Chỉ vì chưa hiểu rõ lý, chuyện báo nặng đời sau thành báo nhẹ đời này, nên chẳng khỏi bằng bạc nghi ngờ không hợp lẽ như thế. Xưa kia giới hiền luận sư ở Tây Phật, đức cao khắp đời, đạo lượng lẫy tứ trúc, bốn xứ thiên trúc. Do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống bảo: ông trong kiếp xa xưa nhiều lần làm quốc vương não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu, do ông hoằng dương Phật pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người, để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu. Ông nên gắng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây học pháp. Giới hiền luận sư nghe xong, ráng chịu đau sám hối, lâu ngày lành bệnh. Đến 3 năm sau, ngài Huyền Trang đến đó. Ngài giới hiền bảo đệ tử thuộc lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi khổ nghẹn ngào, ứa lệ, đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Nếu chẳng hiểu rõ nhưng trong đời trước, người ta sẽ nói giới hiền chẳng phải là vị cạo tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế. Phật pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Những gì trong tâm các ông biết nhỏ nhoi quá, nên thấy chút tướng lạ điền sanh kinh nghi. Người không có thiện căn bèn thoái thức đạo tâm. Nếu thấy người tạo ác hiện tại được phước báo, thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế. Chẳng biết điều là tiền nhân hậu quả, và chuyển quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời.
cũng như chuyện quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân. Đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Trích dẫn Ấn Quang Sư Ân Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Tụng Nghiêu. Câu chuyện số 2: Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà, do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống cũng chớ nên ăn, vì nó có chất độc. Có người bảo, ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống. Ở nơi đây rất ít có loại trứng ấy. Xưa kia có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sinh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy. Trương Trọng Cảnh bảo nấu tỏi ăn, liền ôi ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hễ ăn sẽ không có cách gì trị được. Đủ biết trứng gà gây họa lớn thay. Xét ra những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ trứng gà không có cồ, chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được. Quen nết tạo thành phong tục, khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như pha giới. Vì thế đệ tử đặc biệt khấn cầu đại sư khai thị bài này, hãy nên ấn hành đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác. Đệ tử La Chư Thanh kính cẩn ghi chú. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ La Chư Thanh, lá thư số 2. Câu chuyện số 3: Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu, nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã trường ra cái ngu. Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không ăn được. Còn trứng không có cồ, chẳng thể nở thành gà con thì ăn được. Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được, có để ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dây lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích buồn miệng mà phô phan cái trí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Chân Tình. Câu chuyện số 4: Năm Dân Quốc thứ 8 1919, ông Vương Chí Tường ở Bắc Thông Châu, tên tự là Thiết Sang, có một đứa con rất thông minh, rất hiếu thuận. Đứa lớn mắc bệnh thần kinh, tâm ông Thiết Sang mong mọi đứa nhỏ này sẽ kế thừa tiếng tâm gia đình. Năm nó 21-22 tuổi đã cưới vợ, sinh được một gái. Một ngày nọ bệnh nặng sắp chết, Thiết Sang đau khổ cùng cực, gào lên: "Ít ơi, ngươi đã đến làm con ta, sao lại muốn bỏ đi trong khoảnh khắc này?" Đứa con chừng mắt, nó giọng quẳng tay: "Tao nào phải là con nhà mày, tao là người thứ 14 nói xong liền chết. Trước kia lúc ông Thiết Sang giữ việc binh bị ở Quảng Tây, lập kế giết 13 tên đầu lĩnh giặc cướp ra hàng, trước hết dùng cách đối đãi thật chiều chuộng nông hầu để xoa dịu, mời chúng ăn cơm, lại còn mời những người có danh vọng lớn đến bồi tiếp, thường cho mỗi tên 24 đồng, bảo chúng: "Ban ngày bận lắm, nếu các ngươi tới, ta không thể chuyện trò cặn kẽ cùng các ngươi được. Đến tối hãy tới,
sẽ xếp đặt chức vụ cho mọi người trong bọn ngươi. 13 người đó chẳng biết ông muốn giết họ, lại kéo một người bạn thân cùng đi, cho rằng ông Tiết Sang sẽ nể tình, cũng xin cho người ấy được một chức vụ tốt. Tối hôm ấy họ đến, cứ qua một cửa liền khóa ngay cửa ấy lại, đặt phục binh trong hoa sảnh. Bọn họ đến nơi, Thiết Sang rút đao đang đeo ra chém, phục binh cũng ùa ra giết, chặt được 14 cái đầu lâu, cũng chẳng biết tên họ là gì. Nào biết người ấy chính là đứa con này, uổng công hơn 20 năm nuôi dạy nhục nhằn, đến lúc chết lại trừng mắt quát tháo, chẳng nhận Thiết Sang là cha. Chích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Đức Sương. Câu chuyện số 5. Vào đời Tùy, Triệu Lương Tướng ở Đại Châu giàu nước Độ Vách, có hai đứa con, trưởng tên là Mạnh, thứ tên là Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc sắp mất, Lương Tướng chia tài sản ra làm hai phần, Mạnh được phần hơn. Đến khi Lương Tướng mất rồi, Doanh cướp đoạt sạch, chỉ để lại cho Mạnh một rễu vườn nhà. Mạnh làm thuê kiếm sống. Sau đó Doanh chết đi, làm con của Mạnh tên là Hoàng. Mạnh chết đi, đầu thai làm cháu của Doanh tên là Tiên. Hoàng lớn lên làm đệ tử cho Tiên. Lòng hận Doanh cướp đoạt sáng nghiệp. Đúng dịp Tiên muốn đi triều bái Ngũ Đài, sai Hoàng theo hầu. Vào trong núi, đến chỗ đồng trống không người, Hoàng rút dao nói: "Ông nội mày đoạt gia nghiệp của tao, tao sẽ giết mày." Tiên chạy lẹ, Hoàng đuổi theo. Tiên chạy vào một âm chanh, một vị lão tăng ngăn họ lại, trao cho mỗi người một chén trà thuốc. Uống xong, như mộng vừa tỉnh, biết rõ chuyện trước kia, cảm thấy hổ thẹn đau xót. Lão tăng nói: "Doanh là tiền thân của Hoàng, cướp đoạt sáng nghiệp của người khác chính là tự vứt bỏ sáng nghiệp của chính mình. Tiên là Mạnh đầu thai trở lại để hưởng sáng nghiệp trước kia. Lời cha vẫn còn đó." Hai người bèn xuất gia tu đạo tại Ngũ Đài. Hai người này đời trước có thiện căn nên được Bồ Tát điểm hóa, được kết quả như thế đó. Nay người đời coi giết người là vui, quả báo về sau sẽ khó lòng tưởng tượng được. Trích dẫn Ông Quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyên Hạ, lời tựa cho bộ Phóng Sanh Chân Tính Lục của chùa Pháp Vân. Câu chuyện số 6. Nay tôi dùng một chuyện để làm chứng. Nơi đường lớn phía trong cửa phụ thành Bắc Kinh, có quán bán thức ăn mặn lớn tên là Cửu Như Xuân, buôn bán rất phát đạt. Một đêm, viên quản lý mơ thấy vô số người đến đòi mặn. Tâm biết là những con vật bị giết, bèn nói với họ: "Tôi chỉ có một thân, đền mặn cho các vị đông như vậy thì đền tới chừng nào mới xong? Từ nay tôi chẳng theo nghề buôn bán này nữa. Sẽ thỉnh bao nhiêu đó vị hòa thượng niệm kinh niệm Phật siêu độ cho các vị được chăng?" Đa số trả lời: "Được." Chỉ có một số ít không bằng lòng, nói: "Ngươi vì mấy đồng hoặc mấy cắt bạc mà giết bọn ta khổ sở lắm, nếu làm vậy thì thuận tiện cho ngươi quá." Nhóm đa số khuyên nhóm thiểu số: "Nếu hắn chịu làm như vậy, tốt đẹp cho cả đôi bên, nhận lời hắn đi." Nhóm thiểu số nói: "Hắn có thật sự làm được thì mới tốt." Viên quản lý nói: "Nhất định thực hiện được, nếu không các ông lại đến tìm tôi." Do vậy bọn họ liền bỏ đi. Nhằm đúng lúc ấy là canh năm phải giết loài vật, Phổ Kỳ thức dậy sắp giết gà,
vịt, vân vân, đều chạy tứ tán ra khỏi chuồng. Họ vội mời viên quản lý thức dậy để thư chuyện. Viên quản lý nói: "Hôm nay chúng ta không mở cửa, không giết những con đã bỏ chạy. Những con ở trong tiệm thì nhúc lại, con nào bỏ chạy rồi cứ để mặc cho nó đi." Ngày hôm sau, mời các cổ đông, người góp vốn đến thuật lại giấc mộng hồi đêm. Từ bỏ chuyện làm ăn, quyết định không làm nữa. Cổ đông nói: "Ông đã không muốn sức sanh, chúng ta thay đổi chương trình cũng không trở ngại gì, biến thành quán ăn chay." Bèn đổi thành quán đồ chay, vẫn mang tên là Cửu Như Xuân. Do vậy người ăn chay rất đông, càng phát đạt hơn. Nếu ông có thể phát tâm lời người, lời Phật, chí thành, niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm để cầu gia bị, thì người góp vốn và người quản lý đều bỏ được chuyện giết heo. Bởi cửa tiệm bán hàng hóa mua về từ kinh đô là chuyện chánh, bán thịt chỉ là chuyện kèm thêm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Lâm Phố. Câu chuyện số 7. Trong niên hiệu đồng trị quan từ nhà Thanh, tiên sinh Lương Kính Thúc ở Phước Châu đã soạn Khuyến Giới Lục, ghi chép những quả báo nhãn tiền do sách sanh. Trong sách ấy có chép chuyện huyện lệnh Bồ Thành là ông Ít, kiên sát sanh đã lâu, nhưng bà vợ tánh nết bạo ngược, hung hăng, lại thầm ăn tục uống, hằng ngày lấy chuyện giết mổ chúng sanh làm điều khoai trá. Gặp ngày sinh nhật, sai đầu bếp chuẩn bị đầy đủ sẵn. Dưới bếp lợn dê lùa khổ, gà ngỗng cá bầy, vương cổ kêu ai oán, sẽ đều bị giết sạch. Ông ta trông thấy thương xót, bảo vợ: "Đúng hôm sinh nhật bà, chúng nó sẽ lâm vào tử địa, lẽ ra đến phóng sanh để cầu phước thọ." Bà vợ trả treo: "Nếu tuân theo lời dạy cấm nam nữ chung đụng, kiêng sát sanh, thì mấy chục năm sau nhân loại tuyệt diệt, khắp thiên hạ đều là cầm thú. Ông đừng thúc lời lẫm cẩm ấy nữa, tôi chẳng bị kẻ khắc gạt đâu." Ông ta biết không thể khuyên răn được, thở dài bỏ đi. Đêm hôm ấy bà vợ ngủ say, bất giác mộng thấy thân đi xuống bếp, thấy đầu bếp mài dao xuyền xoẹt, bọn tôi trai tư gái đứng vây quanh xem. Chợt thấy hồn mình hợp làm một với thân lợn, gã đầu bếp trước hết trói chặt bốn vó lợn, đặt lên một cái ghế cổ to, chặn đầu lợn, cầm dao bén chọc vào yết hầu lợn, đầu thấu tâm can, lại nhúng vào nước sôi sùng sục, cạo lông khắp thân, đau khắp mình mẩy, lại xẻ từ cổ xuống đến bụng, đau đớn cùng cực, khó chịu đựng được. Hồn bèn cùng với ruột gan tan nát, cảm thấy bụng bình không nơi nương tựa. Một lúc lâu sau lại thấy gá vào thân dê, sợ hãi tột cùng, gào lên cuồng loạn. Nhưng bọn tôi trai thứ gái vẫn ngây ngô cười hình hệt như thể không một đứa nào thấy nghe gì. Nỗi thảm do bị cắt xẻ nơi thân dê ấy còn gấp bội lần thân lợn, rồi lại cắt cổ gà, mổ vịt, không con nào bị làm thịt. Bà ta chẳng đích thân hứng chịu nỗi khổ. Mổ xẻ khắp loạt rồi, vừa mới hơi hoàn hồn thì một người đầy tới già cầm một con cá chép vàng ông anh đến. Hồn bà ta lại nhập vào thân cá, nghe một đứa tư gái vui vẻ hô: "Phu nhân khoái ăn món này lắm, bà ta đang ngủ say, hãy mau dâu cho nhà bếp làm món canh cá viên để làm món điểm tâm." Liền có người cào vẫy, lóc mật, chặt đầu, vặt đuôi. Khi cào vẫy thì giống như bị tùng xéo, khi cắt bỏ mật thì như bị mổ bụng, rồi lại bị đặt lên thớt.
phòng phọc bấm vụn ra. Khi ấy cứ mỗi nhát dao là một lần đau đớn, giống như đã hóa thành trăm ngàn vạn ức thân hứng chịu hình phạt lăng trì vậy. Tần hết sức hét lên như điên cuồng mới tỉnh ngủ. Con hầu bé bước vào thưa, món cá viên đã nấu xong, mời phu nhân dùng điểm tâm. Liền lập tức bảo bỏ đi. Hồi tướng lại cảnh sợ hãi, mồ hôi đẫm như mưa, do vậy dặn đệ tớ bãi bỏ tiệc tùng. Ông cật vấn cầm kẻ, bà bèn thuộc lại chuyện đầy đủ. Ông cười nói, bà một mực không chịu tin Phật, nếu chẳng hứng chịu các nỗi khổ não, làm sao có thể buông dao đồ tệ xuống được. Bà vợ chỉ lắc đầu không nói. Từ đấy thôi ăn mặn mà ăn chay, cùng giới giới kiến sức sanh. Đấy là chuyện trong niên hiệu Gia Khanh. Kính khuyên người đời ai nấy đều nghĩ đến điều này, thì sẽ thấy hết thảy các thứ thịt giống như thịt của chính mình. Dẫu bị uy hiếp dùng cực hình không chế, vẫn chẳng dám ăn, huống hồ chẳng bị ai sai khiến ơ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lời tựa cho tập sách Khuyên Giới Sát Phóng Sanh Văn. Câu chuyện số 8. Ở đất Tần ta trước khi xảy ra loạn Hồng Dương, một người dân quê ở huyện nọ tại Hưng An, cùng với mẹ sống trong cảnh nghèo khó. Người con đi làm thuê để nuôi mẹ, về sau mẹ chết, chỉ chơi chọi một mình. Người con liền chẳng xuất sắng đi làm thuê nữa. Một bữa nọ ngủ ngày, mộng thấy mẹ đau đớn khóc lóc đến nói, mẹ chết đi biến thành lợn, nay đang ở chỗ ít, gà y nọ sắp giết mẹ, con hãy mau đến cứu mẹ. Người ấy kinh hoảng tỉnh giấc, liền sang chỗ đó, thấy người giết lợn khớp với giấc mộng, nhưng lợn đã bị giết rồi. Do vậy đau đớn không chịu nổi, lăn lộn trên đất gào khóc mất cả tiếng. Có người đến hỏi, do không có tiền để mua con lợn bị chết ấy, bèn nói, lòng tôi đau khổ chẳng tiện nói thẳng ra, từ đấy phát tâm ăn chay. Do anh ta là kẻ dân ngũ trong làng, chẳng biết pháp môn tu hành, bèn đi quyên hóa dầu thắp đèn, hễ được một gánh đầy liền kính sang núi Võ Đang để cúng đèn trong kiếm điện. Anh ta quyên mộ người khác, quy định tiền dầu thắp cho mỗi một con đèn là 3 đồng. Tiền ấy dùng để mua hương, nến, trái cây, đã đưa sang đấy mấy lần. Về sau, có một gã đầu xó ngoại đạo muốn tạo phản, do sự việc bị tiết lộ bèn bỏ trốn. Quan phủ sai vệ hình chốc nạt khắp nơi. Do gã ấy có cùng tên họ, tướng mạo với anh chàng quyên hoa dầu, anh chàng đi quyên hoa dầu liền bị bắt giữ. Anh ta thư trình chuyện mẹ bị biến thành lợn nên quyên hoa dầu, nhưng quan không tin. Quan lại bắt được cuốn sổ ghi tên đến mấy ngàn người, vốn là tên của những người cúng tiền mua dầu, bèn coi đó là danh sách tàu phản. Anh ta bị khổ hình tra khảo tại chính quán huyện Trúc Khê, thuộc ranh giới tỉnh Hồ Bắc. Nhân đó quan gắn tội, phán án xử tội chết, lại chạy lên phủ Vân Dương Phúc Thẩm. Tới phủ anh ta kêu oan, nhưng đó thuộc chuyện do mẹ biến thành lợn mà quyên hoa dầu. Chi phủ rất có cao kiến, do thấy vẻ mặt người ấy hết sức từ thiện, quyết chẳng phải là kẻ tạo phản. Nghe anh ta kể chuyện mẹ bị biến thành lợn, bảo lời ngươi nói đó bổn phủ chẳng tin. Hôm nay bổn phủ buộc ngươi thôi ăn chay, sai dọn ra một bát thịt ép ăn. Người ấy một tay bưng bát, một tay cầm đũa. Chi phủ vỗ tính mục thúc anh ta gấp ăn. Người ấy gấp một miếng thịt,
chưa đưa đến miệng liền ói ra một bụng máu. Chi phụ mới biết anh ta bị vu cáo, liền tống đạt công văn xuống huyện Chúc Khê gỡ tội cho anh ta, bảo đi xuất gia ở chùa Liên Hoa thuộc biên giới huyện Chúc Khê. Do chùa Liên Hoa thuộc quyền quản trị của quan chấn đại Hưng An lẫn chấn đại Vân Dương, vào tháng 10 mỗi năm hai tỉnh mới hội chánh tài tại chùa này nên chùa có tiếng. Người ấy sau khi xuất gia nhất tâm niệm Phật, khá có cảm ứng. Về sau trở về quê cũ ở Thiểm Tây, người địa phương gọi là Châu Lão Thiền Sư, dựng lên hai ngôi miếu nhỏ. Khi loạn hồng dương nổ ra, đồ đệ đồ tôn đều trốn hết. Sư sắp thị tịch bèn nói với người làng, sau khi ta chết nên bỏ vào chung xây một cái tháp, 3 năm sau mở tháp ra xem, nếu đã rửa nát thì thiêu đi, nếu không rửa nát thì thờ bên cạnh đại điện. Về sau mở tháp ra, xác chưa rã nát bèn thờ trong đại điện. Sư hiện thân làm con trai quan huyện bên cạnh đi khám bệnh, bệnh lành chẳng những lễ tạ, nói nếu ngươi nghĩ đến ta thì đến chủ ít ở chỗ y để thăm hỏi. Sau người ta đến chùa thăm viếng, nhà chùa nói đấy là tên của vị tăng được thờ trong đại điện, đọc tên thấy chính là ngài, do vậy hương đèn suốt năm chẳng ngớt. Vị ấy chính là sư công của vị hòa thượng truyền giới cho quan vậy. Đã 58-59 năm, tên người, tên chùa đều quên hết. Vị ấy, nếu mẹ không bị biến thành lợn, thì bất quá vẫn là một người dân lành, yên phận mà thôi. Nếu quan phủ Vân Dương chẳng ép vị ấy ăn thịt, thịt chưa đưa vào miệng đã hộc máu ra, ăn ấy chắc chắn chẳng được sáng tỏ. Do vị ấy xem thịt đó giống như thịt mẹ mình, vì ngoại thế của quan bất hiếp, chẳng dám không ăn. Chưa ăn mà tim gan đã đau xé nên hộc máu. Vì thế, quan biết là bị vu cáo, bèn tìm cách truyền đạt văn thư xóa tội, bảo đi xuất gia. Nếu cha ông biết nghĩ này, chắc chắn chẳng đến nỗi mong tưởng mùi vị thịt mãi. Nếu vẫn còn khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng như muốn ăn thịt cha mẹ của chính mình, niệm ấy liền bị tiêu diệt. Người chết đi biến thành súc sanh vẫn còn tốt, nếu đọa trong ngạ quỷ địa ngục so với làm súc sanh chẳng biết càng khổ hơn gấp vạn vạn lần. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời anh em Úc Liên Sương. Câu chuyện số 9. Trong kiến văn lục của Ngẫu Ích Đại Sư có chép chuyện một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý dưới tay Ngũ Điện Diêm La Vương. Một đêm đến cõi âm, thấy một cuốn sổ chép vào mình với trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lượng, nhưng đó bèn xé một góc trên sổ để đánh dấu. Tính dậy ông ta hỏi vợ sao lại giết trộm gà hàng xóm. Bà vợ chẳng thừa nhận. Ông ta nói bà vẫn cứ lừa dối tôi, sổ sách trong quầy âm đã chép bà giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vợ kể phơi thóc gạo trong sân, gà hàng xóm đến ăn, dùng đồ vật quẩn nó chích lăn quay còn chưa động đến, bảo đem gà cân lên, quá thật nặng 1 cân 12 lạng. Ông sai vợ đem gà và một số tiền bằng giá một con gà đem trả, thư rõ đầu đuôi với người ta, xin đừng quở trách. Đêm ấy ông ta lại vào cõi âm xem sổ, góc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Ít. Câu chuyện số 10.
năm Dân Quốc 13-1924, tiên sinh Châu Ngọc Sơn mất. Vị này từng làm tổng đốc Lưỡng Giang. Con ông là Tập Chi, quen biết với quan, gửi cho quan một tờ cao phó. Quan khuyên đừng dùng đồ mặn, do ông ta là quan chức có tiếng tăm rất lớn, nếu dùng đồ mặn sẽ chẳng tránh khỏi làm cho cha nớ mày nớ mặt, lại hóa thành gây lụy cho cha. Thử quan gửi đến, ông Tập Chi chẳng biết đoán, bảo những người lo liệu bàn bạc. Những kẻ lo liệu toàn là bọn thảm ăn tục uống, đều chẳng thắng thành dùng món chay. Thiết lễ điêu tang tại Thiên Tân, khách viếng tang ngồi hơn 4.000 bàn. Năm sau rước linh về đất Hoàng An Huy, đến Nam Kinh làm lễ điêu tang. Tới Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy lại làm lễ điêu tang, về đến nhà lại thiết lễ điêu tang. Còn cháu Dụng Trưởng làm lễ điêu tang tại Dương Châu. Chỉ 5 lần thiết lễ điêu tang này, những sinh mạng bị giết đã chẳng thể tính nội số. Chôn cất xong trở về Thiên Tân, có kẻ cầu cơ, tiên sinh Ngọc Sơn giáng đàn, đau đớn oán hận người nhà dùng đồ mặn, nói công đức thở làm quan khi còn sống đã bị tiêu diệt hết mà vẫn chưa đủ để bù đắp cái tội ấy. Tập Chi quá sức hối hận, nhưng không làm sao được, muốn lập một đại tùng lâm tại Thiên Tân để chuộc lỗi. Đã chọn được cuộc đất thỏa đáng rồi, gặp phải cuộc chiến ở Phụng Thiên trực lệ nổ ra, vẫn chưa thực hiện được, chỉ tìm cách kết những duyên nho nhỏ, ngỡ hầu người lui tới có chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Quân Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư gửi cư sĩ Quách Phụ Đình. Câu chuyện số 11. Vợ ông là Kim Địa đã chịu ăn chay, sao chẳng niệm Phật? Niệm Phật mà mắc cỡ thì đáng gọi là chẳng biết tốt xấu đến cùng cực. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Đức Thanh, nghĩa là có thể nhất tâm niệm Phật thì nghiệp được tiêu trừ, thiện cẳng tăng trưởng, từ biết tốt xấu. Dẫu đối chức muôn người vẫn chẳng sợ hãi mà niệm rõ ràng, khiến cho những người nghe tiếng niệm Phật ấy đều cùng gieo thiện căn, cùng được thanh tịnh tam nghiệp vãng sanh Tây Phương. Hai đứa con gái này đều ăn chay từ trong thai, chính là người tu hành trong đời trước, sao không dạy chúng niệm Phật? Đây chính là vì ông không hiểu sự việc, đã có tốt căn lại chẳng dạy niệm Phật. Ví như ruộng tốt lại không cày cấy gieo trồng, cũng chẳng gặt hái được gì. Tuy có tốt căn tốt đẹp mà chẳng được lợi ích tốt đẹp thật sự. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Thái Thích Định, lá thư số 1. Câu chuyện số 12. Đêm 24 tháng chạp năm ngoái, công ty Ân Loát bị chập điện, đồ đạc phòng ốc thuộc căn nhà chính ở phía trước đều cháy sạch trơn, sổ sách đều chưa thể đem ra được. May là không có ai bị thương. Quan bị tổn thất đến hơn 2.000 đồng, do họ ôm lòng gian dối, chỉ in 5.000 cuốn văn sao, 2.000 cuốn bậu giám, nhưng họ nói đã in hết cho quan rồi, đã giao được một nửa, giá thành lớn quá phải trả thêm tiền, đợi cho tiền vào tới họ rồi mới gửi hóa đơn tới. Họ chỉ giao ra 3.000 mấy cuốn văn sao, 13.000 mấy cuốn bộ giám, tiền đã xài hơn 1.000 mấy. Họ nói mùa xuân năm sau sẽ in, nào ngờ thiên địa quý thần chẳng dung. Hôm trước họ gửi hóa đơn tới, hôm sau liền bị hóa tai. Chuyện này phó mặc cho lưỡng tâm của họ. Sách của quan có cuốn để ở chỗ đóng bìa,
có cuốn được cất trong căn nhà nhỏ ở phía sau, đều không bị cháy. Nhưng bọn họ ông lòng dân trá, hả không thể nào chẳng mượn cớ bị tai nạn để lương lẹo, chỉ đành mặc cho họ làm sao thì làm. Trích dẫn Ấn Hoa Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ cho Ba Tù Đã Thơ số 5.